Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để ông ta tạo cái hiệu ứng giống như là tiêu đề video này đó, chuyển ảnh từ ảnh chụp thành ảnh tranh sơn dầu kiểu như thế này ha. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nút subscribe và nhấn nút chuông thông báo ngay bên cạnh nút sub để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai nhé. Và đầu tiên á, thực ra cái mà mình hướng dẫn anh em ngày hôm nay nó sẽ là một cái action rút gọn thôi cho nó nhanh ha. Cái action này thì mình sẽ để link download ở ngay phía dưới phần comment ghim đó, hoặc là dưới phần mô tả video cũng sẽ có. Ở trong này nó sẽ có hai cái folder. Đầu tiên là folder chất liệu và folder chạy hiệu ứng ha. Để làm được hiệu ứng này á, thì các bạn sẽ cần phải thêm hai cái file ở trong thư mục chất liệu này vào trong Photoshop trước ha. Đầu tiên các bạn sẽ đây, mình sẽ mở cái hình của bạn Kiên Kaka ha, Kiên Kim, và sau đó mình sẽ thêm cái file này vào Photoshop một cách rất là đơn giản thôi. Các bạn click giữ, đưa vào cửa sổ Photoshop. Tuy nhiên ở đây các bạn sẽ phải thả vào cái phần ở phía trên này giúp mình nha, đừng thả vào hình ha, đừng thả vào hình, đừng thả vào khu vực này mà thả vào ở phía trên này giúp mình đó, thả vô vậy là nó sẽ nhận ha. Tiếp theo nữa, đây là Real Paint FX Tool, các bạn cũng sẽ kéo thả tương tự như thế này đó. Rồi có một cái lưu ý là khi các bạn kéo thả cái file này vô á, nếu như nó hiện lên cái bảng kiểu như thế này ha, các bạn nhớ chọn vào cái nút là Load as Tool chứ đừng có nhấn vào nút as Brush nha. Load as Tool ha. Thì cái Real Paint FX Tool này á, chắc ăn các bạn sẽ cần phải kiểm tra lại bằng cách là chúng ta sử dụng cái mở cái channel Tool Preset này. Các bạn vào Windows chọn là Tool Preset ở ngay phía dưới này nè, click cái nó sẽ hiện ra cái panel này ha. Các bạn sẽ phải thấy được cái Real Paint FX các thứ đồ đầy đủ ở đây thì là ok nha. Còn nếu như nó không có, các bạn sẽ phải kéo lại để cho nó đảm bảo là nó không bị lỗi. Rồi, cái hình của chúng ta á, tại vì cái này là một cái script chạy, thành ra nó sẽ khá là nặng ha. Thành ra là cái hình của các bạn nếu như lớn quá, các bạn có thể vào trong Image, chọn là Image Size ha, Image Size. Ở đây các bạn sẽ để cái Long Edge, có nghĩa là cái cạnh dài của chúng ta đó, chúng ta để tầm 2.000 mấy thôi ha. Chứ đừng để mày 7.000 mấy, 5.000 mấy, nó nặng lắm, tí nữa nó chạy là nó đứng máy đó. Cái script này sẽ sử dụng cho Photoshop mà từ phiên bản khoảng CC2015 trở lên ha, CC2015 trở lên. Rồi, ngoài ra ở bên thư mục là chạy hiệu ứng, chúng ta có một cái file script JSX như này. Các bạn sẽ quay lại Photoshop ha, vào menu File, chọn Script, chọn Browse. Ở đây các bạn sẽ đưa nó tới cái thư mục cái file mà chạy hiệu ứng hồi nãy. Đây, chạy hiệu ứng đây ha, Real Paint JSX, bấm Open một phát. Từ bây giờ thì Photoshop nó sẽ tự động nó chạy toàn bộ cho anh em. Rồi, sau khi nó chạy xong tự động rồi thì nó sẽ ra được kết quả kiểu như này. Các bạn có thể thấy nó khá là ok đúng không? Thì đây có một số chỗ mà nó hơi bị lỗi một chút. Đây, ví dụ như là ở khu vực răng này, mình muốn nó thật hơn và phần phía dưới cằm nó bị lỗi này. Các bạn sẽ click vào trong cái layer mask của cái thư mục Review Black này giúp mình ha. Ha, Review Black á. Các bạn chọn cái brush ha, brush size lớn chút, hardness để 0%, cái opacity và flow các bạn để 100% hết. Là và ở đây các bạn sẽ chọn là màu trắng giúp mình nha. Sau đó các bạn sẽ vào trong layer mask, nhớ chọn layer mask nha. Và chúng ta click vào những khu vực nó bị lỗi kiểu như thế đó. Đó, nó sẽ tự động nó khử bớt những cái lỗi đây đi. Đó. Và chúng ta coi kết quả cuối cùng kiểu như này. Cũng khá là hay đúng không? Ở đây các bạn có thể thấy là một số cái extra texture này. Các bạn có thể chọn một số cái texture khác, ví dụ như là như kiểu vải canvas này, như kiểu đó, như kiểu tường bị vỡ rồi các thứ, ô canvas này đó ha. Thì hy vọng là các bạn thích, nó cũng khá là đơn giản đúng không, mọi thứ nó gọi là gọn gàng thôi. Hy vọng các bạn thích. Nếu như các bạn thích những cái action kiểu này, các bạn có thể comment phía dưới là các bạn muốn mình làm về những cái action gì nữa ha, và hoặc là những cái tutorial tiếp theo các bạn muốn mình làm về cái gì, về cái chủ đề gì thì hãy comment phía dưới. Ở phía dưới này mình có những cái video khác các bạn thích có thể click vô để coi thử nha. Các action này các bạn để coi dưới phần comment ghim giúp mình. Ok, bye bye các bạn, mình là Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo.